Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Lộc và chào mừng các bạn đã quay lại với một video khác về reaction TikTok VN. Thì trước khi vào video thì tôi cũng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi và ủng hộ cái series reaction TikTok VN này trong thời gian qua. Và mỗi một cái nút like và một nút đăng ký kênh của các bạn chính là động lực để tôi tiếp tục cái series về reaction TikTok VN. Nên anh em nhớ like được cái kênh nha. Ấn đi, ấn luôn đi. Ok. Ô Bảo Ngọc, lại Bảo Ngọc à? Hôm qua vừa gặp Bảo Ngọc cuốn cái khăn tắm rồi mà. Nhưng mà hôm nay hình như là có vẻ nhảy nhiều hơn, khăn tắm lại tột sâu hơn. Chứng hoang tưởng nặng khiến một nam sinh trung học phổ thông ở Dư Hàng, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc nghĩ rằng tất cả các bạn học nữ trong lớp đều thích mình. Ai chủ động đến gần nói chuyện thì cậu nghĩ đó là do họ có tình cảm với mình. Cô gái nào không đến nói chuyện thì cậu cho là họ giả vờ thờ ơ để cậu chú ý. Sau nhiều ngày cảm thấy quá áp lực, khổ não vì khó nghĩ nên lựa chọn ai, nam sinh không thể chịu đựng được việc mỗi ngày phải đến lớp và đã quyết định nghỉ học. Giống tôi em ạ. Ê, Sigma, mẹ đẻ ra đã Sigma rồi em ạ. Vô chi. Các bạn có biết như thế nào là định nghĩa cái lớp như cái chợ không? Nó đều đưa ngọt để trường đâu các bạn. Đấy, sao mày bán? Tao nói có 7 ngàn gửi, mày lấy tao 15 ngàn mày. Ủa, thêm nhiêu ra à? Trời ơi. Ôi, con mèo này nó có màu đỏ anh em. Hay là nó nhuộm đấy. Không sợ kẻ địch mạnh như hổ mà chỉ sợ đồng đội ngu như bò anh em ạ. Trái tim à? Trái tim. Ông Huấn là ông chỉ có 9 ngón thôi, ông đếch làm trái tim được. Có thể bạn follow mình nhưng chưa biết mình là người hát bài này tập 1. Bầu trời kia rộng lớn nhưng hôm nay em ôm vào lòng. Liệu anh có cảm thấy... Đúng là tao đéo biết mày hát bài này thật. Ôi cao vậy. Stop. Stop it. Stop, you're scaring me. You're scaring me. Ôi. I con mèo đấy đi choảng luôn con xe đây nha bạn. Mặt gì quạo ấy. Stop being ratchet. We're done. Một bạn nhân viên mới, em giới thiệu về bản thân mình đi. Em chào mọi người ạ, em là Như Quỳnh, thành viên mới. Rất mong được mọi người giúp đỡ ạ. Ừ, chào em. Eo, cái này nói ừ sao trông lạnh nhạt thế? Hay là anh không ưa mình? Vừa nãy mình giới thiệu không biết có nói gì sai không? Hay là mình giới thiệu ngắn quá nhở? Không biết mình làm sao qua nổi hôm nay đây. Overthinking à? Dung, sending cho Như Quỳnh nhá. Dạ vâng ạ. Ôi, cái anh này có vẻ thân thiện, tốt bụng. Mà sao trông anh cứ cười gian gian sao ấy? Không biết anh có ý đồ gì với mình không? Trông cũng sáng sủa đẹp trai. À, cơ mà mình có người yêu rồi mà. Thế thì có nên yêu hai người cùng một lúc không nhở? Còn em hướng dẫn.
Dạ vâng ạ. Con này nó bị overthinking rồi anh em ạ. Ái da, thằng cô em có cái áo nhìn chất đấy, cho anh mặc thử phát xem là vãi bịa drama. Chênh vênh đấy. An nỉ ra cá, cái loại này mặc mát đây này. Chú cởi ra cho anh mặc thử tí xem nó ra làm sao nè. Chú mặc nhìn vẫn xấu lắm. Để anh lên đồ cho mà xem này. Anh ít khi mặc đồ thôi chứ một khi đã mặc thì nó cứ phải gọi là khác người luôn. Đây anh cho chú xem thế nào là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân này. Đấy, nét chưa? Này anh mặc trái luôn cho chú sợ này. À, thấy chưa? Michael Jackson chưa? Ý, cái loại này tối đi date với mấy em khỉ cái thì cứ phải gọi là trứng rụng cả rổ. Đúng. Úi giời. Đẻ ra mà nó ra quạo đấy nhá. Thằng mất nết. Thi Việt Nam không ngủ. Ôi giời. Cái này chắc là ý của nó là hãy khiêm tốn anh em ạ, hãy khiêm tốn. Tự dưng gặp phải thằng liều. Đâu à? Gặp phải thằng nó sủa to hơn mình ấy. Thằng này nó còn sủa to hơn được con chó. Tít, Tít ơi, hôm trước có cô chú bảo là Tít ơi Tít cười cho các cô chú xem này. Bây giờ Tít cười đi, Tít chuẩn bị cười nào. Cười, đúng rồi, cười hết cỡ vào. Hết cỡ vào. Đấy. Nụ cười chích ngừa anh em ơi. Nụ cười chích ngừa. Qua cổng nhà xem thì em này đeo khẩu trang nhìn cute thế. Kiểm tra xem ảnh không đeo khẩu trang như thế nào. Nhìn chung lại là cứ bịt mõm và là chén được hết anh em ạ. Hai con mèo nó chuẩn bị nó quýnh nhau rồi này. Sự đáng sợ của im lặng anh em ạ. Sự đáng sợ. Ôi, bên men à? Holy moly. Đẹp vậy. What the hell. Em nghe anh giải thích đã. Đừng có động anh người. Đừng có giận anh nữa. Em hiểu lầm. Không muốn nghe. Em phải nghe anh nói là mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Cái con bé hôm qua anh không hề quen biết gì nó cả. Tự nhiên anh say quá thì nó đưa anh vào nhà nghỉ. Thế nó vặt anh ra thì anh chả biết cái gì cả. Thế đêm anh không dậy đi đái à? Anh đi đái có đúng hai lần thôi. Xong anh ngủ tiếp với anh chả nhìn rõ mặt nữa. Thôi đừng có giận anh nữa rồi. Mai anh ra chợ anh mua túi Gucci cho em nhá. What's this called? Shrek? What's this made of? Rock. What's this called? Rock. No. Rock. No. Shrek. Vịt khôn thế? Vẹt khôn thế? Glass. What am I doing? Water. Okay, what am I doing? Hot. What's this called? Oh. Glass. It's made of glass. What's this called? Glass. No, it's made of wreck. What color? Black. What's this called? Sock. What's this made of? Paper. What's this called? Bottle. What's this called? Bottle. No. Shrek. Ôi thế. Em chỉ là một cô bé khờ, đôi khi cần giây phút đời thường mà thui. Jenny à?
sao tôi tạm dừng đúng lúc vậy? Hồ nghèo không bà? Hả? Bà có hồ nghèo không? Không. Không có hồ nghèo. Nuôi tôi không xong ở nuôi heo. Bà tám ở xã có cho hồ nghèo không? Tôi một tháng lãnh được ha. 270. Ờ, sao thấy vậy? Trăm cho lên hả chừng? Dạ, không, khi nào mà bà đủ trăm tuổi mới cho lên. Hả? Khi nào đủ trăm tuổi mới cho lên. Trời ơi, đừng nói chết mẹ nó rồi. Nghèo không bà? Yến Nhi không hề hở hang. Giờ thì hở hang rồi. Đây là diễn viên chính, diễn viên chính trong tất cả các bộ phim. Đấy. Được bạn gái tặng quà sướng quá anh em ạ. Trời mưa lấy ra che đầu. Không, bảo vệ bằng mọi giá. Bảo vệ món quà của bạn gái bằng mọi giá. Sau đó anh trở về nhà. Mở quà ra. Nó tặng cái ô em ạ. Mình lên. Nếu các em biết sinh vật nào là ngu nhất thế giới, em thay chính xác. Nó tự nhận nó là sinh vật ngu nhất thế giới rồi. Đang đánh điện tử nắm nắm cái gì? Người yêu không có nhưng là mèo phải có một con anh em ạ. Nó làm chó nó cũng không tha nữa. Tao đầu thai thành chó rồi mà mày cũng không tha nữa. Ôi trắng thế. Holy shit. FBI ông mới đâu.你送错了，我没订外卖，地址不会错的，是你老婆给你订的。我老婆回娘家都好几天了，订什么外卖？哦，那就对了。订单上有留言，他就想看你有没有出去浪。有人。那你们先生，麻烦先把钱退下。啊！哦，就现在连外卖都有刀斧的。哦，这个外卖钱你老婆给你付了，你需要支付的是这个订单加急的费用，20块，谢谢。 Holy shit! Vẹt khôn vậy! Củ à? Cái này gọi là củ đúng không? Wow! Ôi chứ bẩn thế, vậy là nó đẻ ra thêm một con nữa thành 2 đấu 1 đấy anh em? Ủa chứ vậy là có hợp pháp không đấy? Chơi với cô Pháp không em? Chạy trận thôi bác. Nhìn kiểu tóc của dì kìa. Không, nhìn kiểu tóc của dì kìa. Không,
Tôi sợ thầy nó ném vào đầu luôn anh em ơi. Tôi nghi nó có một phát tự hủy này. Nhìn giống tự hủy lắm anh em ơi. Tự hủy đây. À, không tự hủy. Nhìn như kiểu tự hủy anh em ạ. Sợ vãi trưởng. Thắt dây cho an toàn cho mình với. Thắt là mẹ ơi, vướng mắc đi từ đây đến kia thắt là mẹ ơi. Bạn thắt lại cho bạn nó kêu cái. Thắt làm gì đây, công an em no. Không, nói không là quyền của bạn chứ cần. Cái này em no hết công an, không phải no đâu. Bây giờ nó đang kêu nên bạn phải thắt dùng cho mình với. Mày thắt đi kia tí cho thêm tiền. Tiền hay không thì không quan trọng. Nhưng mà bạn thắt cho mình cho bây giờ nó đỡ kêu. Không thắt, thắt làm gì. Ai không thắt thì mình không chở đâu nhá. Ý ông sao? Ai ông muốn thế nào? Xuống boxing không? Ôi thì xuống luôn. Thấy ai à? Con nợ này. Thank you.